cu đánh đau đớn nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông. Israel đang biếu không vũ khí cho Hamas như thế nào? Mỹ, Israel tin 60 đến 80% đường hầm của Hamas còn nguyên sau 114 ngày chiến sự. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý, những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin tổng thống mỹ joe biden tuyên bố ba binh sĩ quân đội mỹ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở jordan cuộc tấn công vào tiền đồn của quân đội mỹ thể hiện sự leo thang đáng kể trong căng thẳng âm ỉ ở trung đông cú đánh đau đớn nhằm vào quân đội mỹ ở trung đông đây là lần đầu tiên quân nhân Mỹ thiệt mạng do hỏa lực của kẻ thù kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Israel Hamas. Thông cáo báo chí do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom đưa ra liệt kê một số nhân viên Mỹ bị thương trong vụ tấn công, đó là 25 người. Đêm qua, ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng của chúng tôi, đóng quân ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria. Ông Biden cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra vào hôm Chủ nhật, trong khi chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin thực tế về cuộc tấn công này, chúng Tôi biết nó được thực hiện bởi các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq, tuyên bố cho biết thêm. Trước đó vào ngày 26 tháng 1, đã có ít nhất 158 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động này không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng hoặc là gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng. Nhân dịp này, lực lượng phòng không Mỹ dường như đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào cơ sở, được gọi là Tháp 22, kể từ khi các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Liên minh trong khu vực leo thang vào ngày 17 tháng 10. Lực lượng Mỹ đóng quân tại khu vực này để cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho quân đội Jordan ông biden nói trong tuyên bố chính thức của mình rằng ba quân nhân mỹ mà chúng tôi đã mất là những người yêu nước theo nghĩa cao nhất và sự hy sinh cao cả của họ sẽ không bao giờ bị đất nước chúng ta lãng quên tổng thống mỹ nói thêm chúng tôi sẽ thực hiện cam kết chống khủng bố của họ và không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những người chịu trách nhiệm giải trình vào thời điểm và theo cách mà chúng tôi lựa chọn Vụ tấn công ở Jordan xảy ra khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và khi các cường quốc trong khu vực tiếp tục phản đối việc Israel tiếp tục bắn phá Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Washington cũng như các quốc gia khác đã cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể mở rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Gần đây, Mỹ đã tấn công vào một số nhóm ở Iraq và Syria mà họ tuyên bố được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả một nhóm vào tuần trước. Nước này cũng đã tiến hành một chiến dịch ném bom cùng với Anh nhằm vào phiến quân Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen, nhằm đáp trả một loạt các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ. Cái chết của ba quân nhân Mỹ xảy ra trước các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iraq về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong tương lai tại nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết tuần trước rằng các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu trong những ngày tới. Israel đang biếu không vũ khí cho Hamas như thế nào? Giới chức quân sự và tình báo Israel kết luận một số lượng đáng kể vũ khí được lực lượng Hamas sử dụng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong cuộc xung đột ở giải Gaza đến từ chính quân đội Israel. Nhiều năm qua, các nhà phân tích luôn cho rằng những tuyến đường vận chuyển lậu vũ khí thông qua hệ thống đường hầm bên dưới giải Gaza cho phép Hamas sở hữu vũ khí hạng nặng bất chấp bị Israel phong tỏa. Thế nhưng những chứng cứ do phía tình báo thu thập được gần đây phát hiện ra rằng phía Hamas đã xoay sở chế tạo nhiều rocket, vũ khí chống tăng từ hàng ngàn bom đạn bị tịt ngòi trong quá trình Israel pháo kích giải Gaza. Bên cạnh đó, Hamas cũng tìm ra nguồn vũ khí cho các tay súng của lực lượng này bằng cách đánh cắp khỏi các căn cứ quân sự Israel. Theo tờ The New York Times dẫn lời các chuyên gia vũ khí và các quan chức tình báo Israel phương Tây, Kết quả điều tra tình báo trong những tháng giao tranh phát hiện giới chức Israel không những đánh giá sai lầm ý định của Hamas trước thời điểm lực lượng này tấn công Israel và hôm mùng 7 tháng 10 năm 2023 họ cũng đánh giá thấp năng lực thu thập vũ khí của đối phương. Một điều rõ ràng là những vũ khí được quân đội Israel dùng để thi hành lệnh phong tỏa giải Gaza trong 17 năm qua giờ đây được sử dụng để chống lại họ. Các thiết bị nổ của quân đội Israel và Mỹ cho phép Hamas lần đầu tiên tấn công các thị trấn Israel từ Gaza những quả bom chưa nổ là nguồn chính cung cấp chất nổ cho hamas The New York Times dẫn lời ông Michel Kadas cựu quan chức của bộ phận gia phá bom mìn thuộc cảnh sát quốc gia israel họ cắt bom từ israel đạn pháo từ israel và nhiều quả được sử dụng để làm nguồn chế tạo chất nổ và rocket của hamas theo ông Kadas, các chuyên gia phương Tây ước tính khoảng 10% số tên lửa, bom hoặc đạn thông thường không phát nổ, nhưng trong trường hợp Israel, tỷ lệ này có thể cao hơn do kho đạn của Israel, bao gồm các tên lửa được chế tạo từ vài thập niên trước. Vì thế, tỷ lệ tịt ngòi của những dòng tên lửa hoặc bom này có thể lên đến 15%, dựa trên tính toán của một quan chức tình báo Israel giấu tên. Ước tính sau nhiều năm ném bom và gần đây là dội bom, không kích Gaza, quân đội Israel trên thực tế đã cung cấp miễn phí hàng ngàn quả bom, tên lửa chưa phát nổ và Hamas chỉ việc bắt tay vào khai thác. Một quả bom nặng 340 kg không phát nổ có thể được tái sử dụng chế tạo hàng trăm quả tên lửa hoặc là rocket. Hamas không phản hồi yêu cầu bình luận của tờ The New York Times, còn quân đội Israel trong một tuyên bố nhấn mạnh đang tiến tới giải giới Hamas, nhưng không trả lời những câu hỏi chi tiết về nguồn gốc vũ khí của lực lượng này. Giới chức Israel lâu nay vẫn biết Hamas có thể tái sử dụng một số quả bom tên lửa của Israel, nhưng quy mô thực sự đã gây ngạc nhiên cho giới chuyên gia vũ khí và các nhà ngoại giao. Giới hữu trách chính quyền theo Avi cũng biết rằng vũ khí của họ có thể bị đánh cắp. Một báo cáo quân sự đầu năm 2023 lưu ý hàng ngàn viên đạn, hàng trăm khẩu súng lựu đạn đã bị tuồn khỏi các căn cứ quân sự nước này. Theo báo cáo, một số vũ khí đến bờ Tây và số còn lại đến Gaza thông qua ngõ Sinai. Sinai, vùng sa mạc phần lớn không có người ở, giữa Israel, Ai Cập và giải Gaza, tiếp tục là trung tâm vận chuyển vũ khí lậu của khu vực. Vũ khí từ những điểm xung đột ở Libya, Interia, và Afghanistan được tìm thấy ở Sinai. Theo các nhà phân tích tình báo Israel và hai quan chức tình báo Israel cho biết ít nhất hơn 12 đường hầm nhỏ vẫn còn hoạt động giữa Gaza và Ai Cập trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mỹ Israel tin 60 đến 80% đường hầm của Hamas còn nguyên sau 114 ngày chiến sự. Sau 114 ngày giao tranh, các quan chức Israel ước tính chỉ 20 đến 40% đường hầm của Hamas bị phá hủy hoặc không thể sử dụng. Bất chấp các nỗ lực của Israel, có đến 80% hệ thống đường hầm của phong trào Hồi giáo Hamas bên dưới giải Gaza còn nguyên vẹn. Thông tin đưa ra trong bối cảnh giao tranh cường độ cao đang xảy ra tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza giữa lực lượng Israel và Hamas. Trong vài ngày qua, lực lượng Israel đã bao vây và tiến về khu vực Khan Yunis, nơi nhiều người Palestine trú ẩn sau khi rời khỏi miền Bắc Gaza. Trong lúc đó, Mỹ và các nước vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm thả 130 con tin còn lại ở giải Gaza. Goncharzyney dẫn lời các quan chức Israel và Mỹ cho biết, rất khó để đánh giá quân đội Israel đến nay đã phá hủy bao nhiêu phần của mê cung dưới lòng đất này. Tuy nhiên, ước tính khoảng 20% đến 40% trong số đó đã bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Israel Hamas vào ngày 7 tháng 10, lực lượng của Tel Aviv đã phá hủy hàng loạt đường hầm, cơ sở ngầm của Hamas. Một số đường hầm đã bị đánh bom, còn một số khác bị Israel bơm nước biển vào. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm vì phải lập bản đồ, các đường hầm và kiểm tra các bẫy mìn cũng như con tin. Một quan chức quân sự cấp cao của Israel nói với Wall Street Journal rằng lực lượng phòng vệ Israel đang tập trung vào việc loại bỏ các nút thắt trong đường hầm thay vì phá hủy toàn bộ mạng lưới. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, điều này phải được thực hiện tư tư, rất cẩn thận. Đó là một cuộc chiến tranh đô thị chưa từng thấy trên toàn cầu. Quan chức này nói, thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar và các chỉ huy khủng bố khác được cho là đang ẩn náu dưới các đường hầm này. Các quan chức Israel tin rằng thủ lĩnh Hamas đang ở trong một khu trung tâm chỉ huy, trong một đường hầm dưới Khan Jonis cùng với một số con tin. Đầu tháng này có thông tin cho rằng các quan chức quốc phòng cấp cao của Israel đánh giá rằng mạng lưới đường hầm ở Gaza của Hamas dài từ 563 đến 720 km, dài hơn nhiều so với ước tính trước đây. Đây là con số rất lớn khi mà giải Gaza chỉ có diện tích là 365 km vuông. Ở phía Bắc Gaza, trung tâm của chiến sự trước đây, quân đội Israel cho biết đã phát hiện và phá hủy thêm một mạng lưới đường hầm. Quân đội Israel cáo buộc Hamas đặt căn cứ bên trong đường hầm bên dưới các bệnh viện và cơ sở y tế ở Gaza. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh tin tức Việt.